cò, cái chùm 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 như thế này, rất là thích. Đó, chúng ta thấy giống cà này á, tôi mua từ ở Home Depot. Tôi không biết rằng nó là giống cà gì, nhưng mà trái thì rất là nhiều. Hiện thời trên cây cũng còn vài, khoảng 100 trái là ít. Còn cũng còn có những cái trái cũng đã chín rồi. Một lát nữa thì vợ mình hái vào để ăn. Đó, chúng ta thấy cây cà ở đây thì nó rất thích hợp với khí hậu lạnh, cho nên trái cho rất là nhiều. Kế bên cây cà là cây valender, một cây loài hoa cho mùi thơm. Ở đây thì họ thường trồng cây này theo ruộng, theo một cái luống rộng mênh mông để lấy cái hoa nó làm tinh dầu thơm. Cây cà cái bên đây, cây cà này tôi cũng mua nó mọc lên. Có lẽ là trong cái đất mình mua về thì nó đã có cái hộp trong nó sẵn rồi, nó tự lên. Còn những cái chuyện khác thì bắt đầu héo úa, trông rất là buồn. Mùa đông khắc nghiệt như vậy, còn sót lại một cái bông hoa cúc này. Thì đây là cái bụi cúc mà vợ chồng con trai thứ hai mua nó tặng cho mẹ nó trong ngày mới đưa đề. Cây hồng thì vẫn còn tiếp tục ra bông, không còn nhiều bông như là trước đây, nhưng mà chúng ta thấy cũng còn thích lắm. Nhà thì không biết cái bông bông gì, nhưng mà dù lạnh nhưng mà nó bông nó vẫn ra sum suê như này, rất là đẹp. Lúc đó thì mình cũng mua, khi người ta giảm giá thì mua cũng rất là rẻ, nó chỉ có 1,5 đồng một cây. Mua 2 cây vậy lúc đó nó còn nhỏ lắm, mà có lẽ là nó chịu đất ở đây, thành ra là hoa đến nay vẫn còn đẹp và còn tiếp tục nở. Sóc đang bò trên cái thân cây, để chúng ta đến gần thử xem sao. À, nó dạng ha, đến gần mà nó cũng không có chạy. À, vợ mình đến gần, chú đã quay đầu và chuẩn bị phóng lên cao. Rồi, mất rồi. Sáng hôm nay thì gió hiu hiu, nhiệt độ cũng tương đối mát mẻ, bầu trời thì cũng trong hơn mọi ngày. Canadian Tire Store, một cửa hàng rất lớn ở Canada. Trên nó thì ta treo lá cờ đầu tiên là lá cờ Canada, lá cờ kế tiếp là lá cờ của Canadian Tire, kế tiếp là lá cờ của Bank Ontario, kế tiếp nữa là lá cờ của Canadian Tire và sau cùng là lá cờ của Canada. Sáng hôm nay trên đường đi tập thể dục thì vợ chồng mình sẽ đến Dollarama để chia sẻ với các bạn cửa hàng này mua bán cái gì. Đây là một cái cửa hàng cũng là cửa hàng nổi tiếng Canada. Đặc biệt cửa hàng này là nó bán những cái mặt hàng với giá rất là rẻ, không phải là đồ second hand used đó các bạn, hàng mới đàng hoàng. Nhưng mà nguồn hàng ấy thì không biết họ lấy đâu vậy giá rẻ. Ở Canada thì có Dollarama, còn ở Mỹ thì có Dollar Tree. Nhưng mà tiền nào thì của nấy, những cái mặt hàng mà chúng ta mua đây về thì chắc chắn chất lượng nó không bằng ở những cửa hàng lớn. Nào, xin mời mọi người các bạn cùng với vợ chồng mình đi đến vào và bước vào trong cửa hàng Dollarama xem có gì nhé. Chúng ta cùng đi thôi.
À, mọi người thân mến, hai vợ chồng vừa tập thể dục về đến nhà thì vợ mình á vừa nhận được cái tin nhắn về bờ từ đứa em ở Việt Nam gửi qua. Em nó báo cho biết rằng nó vừa may một cái áo và thêu tự tay nó thêu để sắp sửa nó gửi cho chị dâu của nó. Thật là cảm động. Mong rằng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình mình luôn luôn giữ trọn vẹn như vậy. Đẹp quá. Cảm ơn cô Năm nhiều. Nhân đây thì mình cũng muốn xin được giới thiệu với tất cả mọi người và các bạn cái garage của mình. Nói garage của mình nhưng thực sự đây là cái nơi mà mình thường dùng để mà sửa chữa tới những cái gì lặt vặt trong nhà. Ở cái đất nước Canada này cũng như ở Mỹ thì mọi người thường có những cái khu vực để chúng ta sửa chữa vật dụng trong nhà như là mình như thế này. Vì ở đây á mà chúng ta cần sửa chữa cái gì lặt vặt trong nhà mà gọi dịch vụ nó đến á, thì rất là mắc, vừa mất thời gian và rất mắc. Đây là khu vực Gaza, là cái nơi mà mình đựng hầu như vật dụng sửa chữa trong nhà cho bản thân mình. Và mình cũng rất thích sửa chữa ngay từ những ngày có Việt Nam, mình đã thích sửa chữa lặt vặt trong nhà. Mỗi lần sửa được cái gì đâu đó thì sao mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đây là bốn bánh xe. Bốn cái bánh xe này dành cho mùa đông. Cuối tuần này mình sẽ mang đến Actirin với Ross đó để thay cho nó, chuẩn bị cho chạy an toàn vào mùa đông. Đây, cái bộ máy cưa này là con trai thứ hai của mình, nó đã tặng cho mình vào những ngày mà mình bắt đầu ra riêng. Và một số vật dụng trên vách, mình cứ lần hồi mình sắm từ ngày này qua ngày khác thì nó phong phú như thế này. Chưa kể bên trong cái gói này chúng ta còn có những cái vật dụng con trai mình nó tặng, nhưng mà mình á thì rất là tiết kiệm, chưa lấy ra xài, còn mới lắm, hay là còn mới. Như bộ máy khoan thì từ ngày ở Việt Nam chú đã tôi đã thích, rất thích mà sửa chữa vật dụng trong nhà, chính tay mình sửa nó vui lắm. Cái này là dùng để dành dò cái dòng điện ngầm ở bên trong vách tường. Nhiều lúc chúng ta không có vật dụng này, chúng ta lấy đinh chúng ta đóng nhà vách tường đó, thì chạm vào dây điện đó, thì rất là nguy hiểm. Đây, bộ dũa, thước đo, rồi kèm bấm, bộ mũi khoan, mở tua vít, mũi khoan nó gãy gần hết nguyên bộ rồi đó. Có thấy cái khoảng trống đó là tôi đã xài và gãy toàn bộ. Đây là cái kẹp để cái gọi là Việt Nam gọi là cái eto để giữ. Đây là những cái bình dùng để tẩy rửa xe hoặc là đánh bóng như vật dụng trong gia đình. Bình nước này là dùng để chế và nước rửa kiến trong cái xe kế bên là khuân lên và bạn nước làm mát động cơ. Những cái bóng đèn có sẵn để khi nào mà bóng đèn bị đứt là thay thế. Nhưng mà mẫu dụng này á, thì tôi cũng để lại vì nhiều lúc á chúng ta cần mảnh nhỏ thì không biết mua ở đâu. Đây, ở đây thì cái chất tẩy cái dầu mà hôm nay thì cũng xin phép được giới thiệu với mọi người và tất cả các bạn, chia sẻ niềm vui với bản thân tôi. Đây là cái nơi làm việc của tôi hàng ngày. Mà sau khi nghỉ hưu từ công ty thì tôi về làm việc tiếp, thì đây là làm việc của tôi. Đây là cái laptop mà tôi làm việc hàng ngày. Tôi vừa mới đặt mua, mở cục pin cho cái laptop. Cái laptop này á, thì con dâu của tôi nó tặng cho tôi từ những ngày tôi còn ở Việt Nam.
Tôi rất quý nó và còn giữ đến tận bây giờ. Laptop đang sạc pin, tôi mới vừa sạc pin. Có lẽ đến 3 giờ chiều thì mới là xong. Đây là cái máy in. Đây là những sắp giấy mà tôi thường sử dụng làm việc. Và đặc biệt, đây là cái sự lo lắng của con trai dành cho tôi. Nguyên bộ máy tính, con trai nó vừa mới đặt mua và tặng cho ba để làm việc. Rất may mắn cho bản thân tôi, thì hai đứa con tôi nó rất thương cha của nó. Dù nó rất ít nói, nhưng mà phía sau tôi, mỗi lần mà có cần là đã có cho chúng, tôi rất an ủi. Điều đó làm vui cho cuộc sống. Văn phòng của tôi thì cũng tương đối là cũng đầy đủ tiện nghi. Nơi đây là bàn làm việc. Và nơi đây là bộ bàn ghế để mỗi khi mà tôi có mệt thì tôi ngồi nghỉ ngơi. Hoặc là thậm chí tôi còn có được một cái ghế bố kế bên để khi mệt thì tôi có thể nằm nghỉ. Rất tiện lợi quý vị. Thật là một người rất may mắn như tôi phải không quý vị? Đây là cái đồng hồ là vợ chồng mình mới mua về từ Dorama. Tôi chuẩn bị để gắn lên tường. Những ngày qua khi làm việc thì mải mê làm việc, tôi không biết giờ giấc gì hết. Thành ra nhiều khi đến giờ cơm tôi cũng không có lên, phải đến vợ đến nhắc thì mới nhớ. Hôm nay quyết định mua cái đồng hồ này về cho vợ không nhắc nữa. Cái đồng hồ cũ của tôi cũng đã bị hư rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tháo nó xuống rồi thay thế cái đồng hồ mới lên các bạn ha. Thôi, cảm ơn mày đã giúp tao trong thời gian qua. Đây, cái đồng hồ mới của tôi. Chúng ta cùng treo nó lên các bạn. Để coi treo chỗ nào. Ồ đây, gắt đây, không biết có chắc không trời. Ồ, tạm thời như vậy đi. Rồi, như vậy bắt đầu từ hôm nay thì văn phòng mình có thêm cái đồng hồ. Và hàng ngày mình có thể kiểm tra giờ giấc khi làm việc. Để lên trên nghỉ ngơi, ăn cơm, không làm quá giờ thì rất có hại sức khỏe chúng ta. Khỏi phải đợi cho vợ thì nhắc nhở nữa. Giờ thì bắt đầu công việc hàng ngày của tôi sau khi ghi những cái cảnh cho video thì bản thân tôi cũng hết sức cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người và các bạn thời gian qua cho kênh Chí Ngô 68. Mong rằng mọi người giúp cho tôi có thêm nguồn động viên bằng cách subscribe rồi chia sẻ với tất cả bạn bè, giúp cho số lượng đăng ký kênh Chí Ngô 68 càng ngày càng nhiều. Đó là cái niềm